Hello, xin chào thầy, anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi lại lên cho các bác một con siêu phẩm Stein MS192C, hàng đẹp nhức nách nha em nha. Đó, con này thì xích mới luôn nha, làm 40 sử dụng 35. Đó, máy quá đẹp luôn, hàng chuẩn của Đức, full rin từ A đến Z nha em nha. Con này đời 2007 nha anh em, máy đẹp tuyệt vời luôn. Anh em là chốt cái này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345050399. Hàng Stein thì anh em biết rồi, cực kỳ chất lượng. Đó, số 1 Việt Nam. 192C, con này thì trọng lượng khoảng 4,5 kg nha các bác. Trọng lượng khoảng 4,5 kg. Thì con này này chuyên cắt cành, cắt củi nhỏ trong gia đình thôi. Đó, anh em nào mình cần những cái con cưa gọn nhẹ, hàng hệ, hàng hiệu thì xài con này nhá. Giá con này thì bên em nó bán là giá là 3.500.000, bao ship tận nhà luôn. Anh em nào chốt thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345050399 nhé. Quá đẹp luôn, rất đẹp. Đó. Quá mới luôn. Rồi, sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn nhé. Đó. Nóng e này nha, nóng e này, bơm xăng này. Đó, thắng xích nha. Thắng xích là nếu mà gạt xuống em bóp lên nhé. Đó, gạt. Nổ thì em đẩy e lại. Giật trợ lực siêu nhẹ. Đó. Rất ngon. Đáng không thể bắt gạo cho anh em luôn nhá. Máy rất đẹp. Đó, con này mã số máy đây anh em. Mã số máy là 271 168 346 nha anh em nhá. Đó. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Hoài Bãi nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Giá chỉ 3.500.000 thôi.